Trời ơi, Bi. Ý, cái tình chứ. Đây còn con nữa cả nhà. Lắm. Trời ơi, bay luôn rồi. Ờ, té 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 té, để con ray xe lại mình làm con đó cả nhà. Cơm nha. Cơm hai con đậu rồi, bắn con bi trời. Nay mình có cọc màu bầu thử ở lòng màu bầu super hunter bắn cả nhà. Chứ thật ra mình đem super ta. Cọc nó dính vô thùng sẵn rồi bắn luôn. Để làm cả nhà. Quá đẹp. Cù cả nhà. Lắm. Em bẹp cả nhà. Bẹp bắn không nghe nổ gì hết trơn, thấy xè cánh luôn. Tơ à? Thấy tơ rồi cóc. Dạ. Này mình đi săn với bằng trọng nhiếm nữa cả nhà. Mấy video bắn mấy con vạc đó đi chung trong nhiếm. Ô tơ đồ tơ vui quá nữa nè. Đây bọc cóc mà. Hôm nay mình lại tiếp tục lên video chung bằng nhiếm nha. Hello bằng chảo chảo, bằng nhảy nha. Rồi tiếp tục cả nhà. Đúng một con. Ấy được con. Đúng một con. Ấy được con. Một bầy tưởng là không chết con nào chứ. Không chết là dở liền. Bầy tưởng không trúng con chứ. Đâu? À. Không, khỏi 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 nhiễm. Phan đẹp bắn con này. Từ 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 từ. Xuống nữa không? Còn bay luôn. Vậy cậu không thấy tao nhảy xuống xe là ngay cái con tao nhảy xuống xe là ngay con cò trắng luôn các bạn ơi, cả nhà mất bể đầu gãy cổ sức lùng cánh họ vô em vô em. Anh chờ mày lâu lắm rồi. Anh chờ mày gần cái năm nay rồi đó. Rồi. Ê. Tiếp tục nghe nha. Quay đang cho biết vợ con ngay đang cơm chưa. Đó, nhưng mà nay lên tới nhà bạn Nhiếm thì Nhiếm để cho
anh lương gì Vinh đi con sẽ à đó cá khô rồi ha. Ăn đi nghe còn gì đi mày chai mặt rồi lên video còn quá nhiều rồi rồi mời cả nhà luôn đi cơm nha trưa cả nhà. Rồi chào cả nhà, thì giờ hai anh em mình tiếp tục nha cả nhà. Thì nãy giờ nghỉ cũng đã trưa rồi, Nhiếm cũng ngủ nhiều rồi. Giờ hai anh em mình tiếp tục đây. Lắm. Hết bài rồi. Hết bài. Để bắn thêm viên nữa. Bỏ đi, đi tỉnh à. Rồi, nhảy cổ. Siêu phẩm hàng bài nữa cả nhà. Quá đẹp luôn cả nha. Ở lộn siêu phẩm hạ mục tiêu di động chứ. Vô mình nhảy giò. Cái cây giò. Trúng. Con nó chết á. Tao rớt không? Phê, té rồi. Chết luôn rồi. Hai con xuống chỗ luôn kìa, con kia đúng nạn luôn kìa. Con nhảy giò xuống đây đó. Dạ hả? Đó. Rồi con đi phê. Đi. Kìa, con nhảy giò cũng đứng hết đường kìa. Ê ê. Có nào hai con lượm chỗ không trời. Thấy ra con kia sông nữa đẹp. Cò xa lắm cả nhà, bãi từ tốt bên kia qua đây rớt cả nhà. Còn con này nó gãy giò không biết sao tình hình sao đây. Ra thì bay thôi. Rồi bay luôn rồi. Đây cả nhà cò trắng nha cả nhà. Bay đâu nữa bay. Mình đi vô mấy cái lỗ này cái dấu giò của người ta. Ê. Đó, mình đi vô mấy cái dấu giò của người ta hoặc là đường rỗng này nè, chứ không có đập lúa. Rồi tiếp tục cả nhà. Nhìn bệnh hay gì á. Chết rồi. Lụm cò ở cả nhà. Đó. Cái đàn xè cánh nè. Chết rồi, gãy cổ. Đây cả nhà. Con cò bự nha.
chà, hết sảy con mà hai cả nhà ơi. Cò bò đầu mùa luôn. Riêng chỗ khác, ở chỗ khác đầu mùa nhưng mà chỗ mình là giờ mới đầu mùa ha. Thì cò nó về trễ lắm cả nhà. Đi từ tuốt trên kia về xuống tới đây lận. Gặp nước năm nay thì nước lên trễ nữa. Trời, cảm ơn mọi nhém luôn nha. Đó, quá mập cũng ok á. Rồi tiếp tục cả nhà ơi. Bà dữ vậy, bà lẹ vậy. Bà vừa không thấy bà ra. Đây 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 đây. Đây còn thỏng rồi thôi, bắn cận bên phải rồi. Chết rồi, chết rồi. Ê, gãy cánh rồi, nó chạy rồi. À, lật xe luôn rồi. Lật xe, lật xe, lật xe. Ừ. Đây, em còn mở nước đó nha. Thôi tiếp tục cả nhà ơi. Rồi thì xin chào cả nhà, thì hiện tại hai anh em mình về cả nhà. Mình đưa bằng diếm về là mình về luôn. Anh em mình có một mớ cò với là mớ cơ vui hai anh em mình chia nha. Thì chắc cái video mình xin tích kết thúc tại đây, hẹn cả nhà video mới. Ai có mua thun mua ná thì liên hệ cho Tân nha. Đó, đây, Tân đây. Thì số điện thoại mình để góc trên góc màn hình đây. Hai em này được mớ cò trắng với lại mớ em cò bợ nha. Chắc sắp tới mình sẽ săn cò bợ cả nhà. Để ít săn hàng ba lại. Thì gặp cò ba thì mình quất luôn. Tại vì vô một cò bợ rồi thì mình bắn cò bợ đi. Thì nào ấy xong rồi mình chuyển sang hàng ba. Lâu lâu thì mình bắn hàng ba. Rồi, mình xin tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà video mới nha.